con mất út, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc qua đón con đi. Cái kiểu anh đi ăn với bạn này, trời ơi con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi đi chơi với mình đi, chẳng qua cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu thôi. Để con 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng này không có làm ăn gì luôn, không có ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Trời ơi, lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Trời ơi, khóc luôn. Con hả? Cũng mới đầu con cười, cũng khoái đâu đấy. Làm chuyện mắc cười, mắc cỡ cũng dám luôn mà. Xong rồi con cũng thấy tụi mình lớn lên. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái, con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc, cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. Mà ở tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Wow. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là Thái, người Thái trắng. Dạ, Thái trắng chính xác ạ. Thái trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém mé Thái Lan. Đó, đó. Rồi bây giờ mời cả. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua, con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. Con là ở Sóc Trăng là người Hoa. Người Hoa nhưng mà ông bên nội con là người Hoa nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa. Hoa như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay trai? Dạ con gái. Thôi bây giờ kể đi, lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con, thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ đâu người mẫu. Mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng đầu tiên, đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó. Thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bằng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Mắc cười lắm. Hua Hoa không Hoa mà Hường không Hường mà Hương không Hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên đó. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con không thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy cái ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, mà kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con cũng không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi, sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây dưới thì không có thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con thích đi, nhưng mà tự nhiên cái biết cái này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Ổng nhảy vô. Ổng nhắn tin riêng, ổng nói là trời, ra đi anh rước cái. Trời, mình nghe mình nôn, mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ổng nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à. Nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu bị là cục hứng đó phải không? Con mất út, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc qua đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn này, cái trời ơi con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi đi chơi với mình đi cho ảnh qua, cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cáp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Bên đèn đỏ bên kia. Là giả bộ đúng không? Đó. Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ búc xe về khách sạn thì thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà. Chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô ba vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi. Tăng 4 gì luôn xong rồi về khách sạn. Đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say, say quá say luôn. Mà cái lên giạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với hai ba anh trong phòng mà hai anh kia lên giạc. Có tiền ảnh nằm dưới đất mình nên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nó hồi danh lên nè. Anh có con vỗ cái dẹp. Con nói lên nằm gần với em nè. Con nói lên nằm gần với em nè. Thời tới rồi. luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm mày.
tháng bay 4 lần á. Bay con bay ra hay anh bay, vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô rồi. Làm thì khoảng đâu tuần tầm là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con 2-3 ngày việc. Kiểu rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5-6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn Thái là bay vô trong đây là có một ví dụ như lúc khoảng là công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc ba lần thôi nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó, có là nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng, cho hãng máy bay thì đó cứ điện là anh Quang Thái hay là vé kiểu gì vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công như công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Ừ đó. Thì hai đứa làm ăn nội chứ biết sao. Khi hai đứa yêu nhau vậy thì gia đình có biết không? Con theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ chịu kiểu như hết nổi thì sao á, cái nói anh vô ở đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này, rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm, bị stress luôn, bị stress đúng đó. Tại vì nhà con mạnh ai nấy ăn, không ăn cơm chung. 5 ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ, xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà tự dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ, ngủ cái lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động ổng cũng khóc nữa. Hay khóc. Ví dụ vậy nói em nghe cái nói là không có gì đâu, rồi con thấy thước hay người ta đi chơi rồi, hoặc ly diễn này, nói trời anh vô đây là anh phải anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè, rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm 10 năm nữa anh cũng nghĩ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh, tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa ban đêm ban hôm nữa, con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ, rồi anh đi anh vô nên chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi nữa anh quen, từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó. Khóc cũng khóc, nó giờ thôi vậy nhớ khóc đúng không, cúng đồ đi ngày mai đi về ngoại. Thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại, nhưng mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu. Mọi thứ bắt đầu lại. Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, cái bắt đầu sáng đó là nói thôi vậy anh ở đây với em. Xác định tư tưởng luôn. Tư tưởng đúng luôn. Chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà sao mình bực chứ? Cũng hơi bực. Khóc là mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà không được mình hiểu đi, cái gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền, mà con đang là trong mùa dịch tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9 thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nó đẻ đi đẻ ngày bữa nay cũng tốt, khá lắm nữa. Dạ đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nói là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ nguy hiểm đủ thứ, mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ, mà bên bệnh viện thông báo nha 4:20 hay gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị 4:10 kêu cơm ăn. Con không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà không mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói, anh ơi 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó, mà con phải đi tắm cái nữa. Nói, con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi con chuẩn bị tâm lý đi về mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát. Không biết sao là mừng hay là gung hay sao vô hát gùm beng bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói, anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó con cũng nghe, nó là con biết ổng biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên, chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ mà giờ này chồng tắm, thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ rồi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới trời ơi, làm đang mình đang tịnh gây mê tị sống thì con bé kia nó vô nói là
bác ơi bây giờ chồng của chị Hu á, anh Thái á, bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, ảnh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sinh thường thì cho vô, sinh mổ là không thể nào. Đúng nhưng rồi. Mà bà chị nói là trời ơi, tới nay anh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì. Mới đầu là bác sĩ quạo rồi, bác sĩ bỏ cái mà cây kim kéo xuống đi rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu à. Em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời trời làm thế ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà khóc luôn hả? Con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, nói làm chuyện mắc cười mắc cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy ừ, tự nhiên lớn luôn. Luôn cái con thấy ổng làm con cũng thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Ờ, cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động luôn đó. Rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng là tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vô phòng mổ. Hối hận, nó hối hận, không có hối hận, sợ lắm, sợ mình không gặp được vợ nhớ, vợ cứ bị làm sao để vô phòng một cái, ai vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy, thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ. Tại vì vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, lạnh tanh nữa. Lạnh lắm, lạnh thật, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao cầm kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó ra. Rồi nó dở. Không sợ thấy không thương. Cái cảm giác sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Có được gặp được vợ cái mừng, mừng mà xin vô nói mà đâu có nói được gì, vô khóc vô, khóc lắm lắm hoài. Nói lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình Vợ Ông Son này nhiều mà đúng không? Ừ. Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. À, đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, đứa gọi là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó à, là kiểu hay nói như vậy. À, rồi xàm xàm tối ngày cái miệng nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn, con nó còn lớn, nó sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư có cọc không? Có cọc không? Quạo liền, con dãy liền. Đó, lại mất vui luôn. Tự hơi hơi rồi tự quạo. Hay, đúng rồi. Hỏi nè, à đó quen nhiêu người anh. À, cái nói nó xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái nói hồi cái có làm gì không? Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu, làm nhiêu lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á. Xong con quạo như quay vô vách ngủ liền, con nói á đó mới bị lớn mà vậy quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa, con cũng làm không nói ra. Là cũng quạo không nói cũng quạo là cái đó là tật xấu. Nói mà. Xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Rồi sao rồi thôi giờ nữa con nào? Mong hỏi đó, nào? Đủ rồi giờ hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á, hầu như ngày nào cũng vậy. Con thấy chú tể của ga giường hay sao á, kiểu thức cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm, thì 7 giờ ổng thức thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước, rồi ổng lấy gối của con, mền của con để qua nồi trước, ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi, rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó, rồi ổng cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường, nó hồi hôm em làm mà trả lời khách hai bây giờ cho em ngủ một chút đó đi, phải bắt mình thức xong liền là đi căng cái ga giường căng thẳng thớm nha. Cọng tóc cũng nói mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói cọng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc rất cái giờ dưới đất cũng lượm lên, thậm chí phân thằng lằn cũng bóc nữa nha cô. Kỹ mà con hứ, trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi đừng kỹ anh, hãy ẩu đi em cũng ẩu mà không nha, lúc mà nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc dặn con nè, nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn, đôi dép mang ai cũng được mang vô đó nha, mang dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn. Không mà dặn con không có cho con nói đó nha, nhưng mà con tức hoài mà tới đứa cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó chỗ đó vậy đó, mặn hồi nó ai mang dép con này nè,
chắc chắn là phải hủy dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười đó, mẹ nói trời trời, đôi dép nó cũng hủy được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua, các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không? Bí mật cho nhau. Đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà. Là có quà tặng cho chồng hả? Biết rồi, biết. Là dối tình hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này, lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con. Là gì? Hồi đó giờ cái gì ấy, cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết. Cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh. Ngược lại cho ảnh. Đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh. Không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ cái đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? Cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi, nhẫn này em tặng anh này. Hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Khoe. Khoe cái chiếc đi, khoe cái chiếc đi rồi. Thái muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa, con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình. Con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. Cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy. Trời rồi. Quá với trời rồi. Trên sân khấu này nữa thì rất là... Chị phải công nhận là hôm nay hai chị em mình á, gặp gỡ hai cặp vợ chồng đều đẹp đôi hết. Đúng rồi. Đây, hai bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Long, năm nay 25 tuổi và nghề nghiệp là buôn bán phở. À đây là vợ em. Dạ em tên là Nguyễn Hồng Bảo Trân, năm nay em 21 tuổi. Em là sinh viên. Chắc có lẽ là em đi ăn phở và vô tình gặp ông này đúng không? Dạ không ạ, em tham dự vào một cái chuyến đi chơi. Trên đường đi á là có một anh chàng rất là đẹp trai, mà đi giữa cánh đồng nắng vậy á, mà không có đội mũ, không có làm gì hết trơn. Cái em mới cầm cái vũ trên tay á, chạy đến anh để em chơi vũ cho anh nha. Vậy đó hả? Ủa còn em? Cái việc mà che nắng chơi vũ là một cái việc rất là bất ngờ đối với em. Tại vì ai cũng thân ai người đó lo là cầm vũ sẽ đi, còn em thì sẽ được một cô bé đứng sau lưng che vũ đến chỗ dừng chân. Trong giờ ăn cơm em lại hay cái đôi đũa, tại vì em không biết xài đũa ăn cơm. Nên cô bé đưa thêm cái muỗng cho em nữa. Tại vì lúc đó em thấy cái anh này cứ ngồi cầm cái đũa mà cứ khều cái chén cơm hoài, mà khều hoài nó không lên. Em mới thấy vậy cái nghĩ chắc ông này chắc xài muỗng. Thế là em mới lấy cái muỗng cái bên của mình á đưa cho ảnh. Sau khi mà cô ấy có những cái thái độ đối với mình thì em có phát hiện điều gì ở cô bé này có nó đặc biệt không? Chưa kịp cảm ơn thì quay qua cô ấy thì thấy cô ấy lại cười với mình, là một cười tỏa ánh nắng. Nụ cười tỏa ánh nắng. Đúng không? Nụ cười tỏa ánh nắng. Trời ơi. Lần đầu tiên em nghe một cái nụ cười tỏa nắng đó. Rồi sau khi nụ cười tỏa nắng hay làm hớp hồn em thì sau đó là chuyện gì xảy ra nữa? Thì từ lúc đó trở về sau thì ngày nào cũng được nhận tin nhắn chúc anh một ngày tốt lành, anh có khỏe không, hỏi thăm liên tục. Nhưng mà em lại nghĩ rằng cô bé này đang học lớp 12 và chuẩn bị thi tốt nghiệp, nên em cũng từ chối về tình cảm. Từ chối hả? Từ chối hả? Với một mục đích tốt, có nghĩa là muốn cổ tập trung vô việc học. Rồi còn em sẽ bị từ chối thì em thấy sao? Nhắn tin với ảnh thì thấy ảnh cũng dễ thương lắm, mà ra ngoài gặp ảnh á mà ảnh lạnh băng à. Mà không thèm để ý gì đến em luôn. Cái em mới thắc mắc là ủa sao kỳ vậy, vậy rốt cuộc ảnh là như thế nào? Thì mới lúc đó mới phát hiện là chị ảnh có một chị bạn gái. Thì lúc đó em cũng nói là thôi thì mình ở bên đó giống như là một người bạn thân thôi, chia sẻ câu chuyện chung với anh. Thì trong lúc mà chia sẻ thì em cảm thấy là cái tình cảm của mình dành cho ảnh nhiều quá, thì mới nói là thôi thì là chừng nào mà anh thấy được á thì anh tới với em. Có nghĩa là em coi người ta là bạn thân, với ảnh thì anh coi là thân ai nấy lo. Vậy thì chừng nào thì thân nhau phải lo? Là khoảng sau năm lớp 12, sau khi thi tốt nghiệp xong thì mới em cũng chia tay với cô gái xong. Rồi cũng nhắn tin tới là làm quen. Rồi sau khi tìm hiểu nhau là được cô ấy chuẩn bị có một cái màn last mod để thỏa tình với em. Bữa đó là em chuẩn bị rất là kỹ luôn, là mua bong bóng, rồi đồ mặc cho mình, rồi chuẩn bị cái bảng để ghi là mừng kỷ niệm 2 năm mình quen nhau, em yêu anh ở dưới, rồi sao mà mình
em cũng chọn địa điểm là một nơi rất là lãng mạn, đó là có một cái dòng sông rồi bãi cỏ. Em nhắn tin cho ảnh là khoảng chừng 5 giờ anh ra đây nha. Chiều em nhận được tin nhắn là anh cứ đi đến chỗ điểm hẹn này đi, em đang ở dưới chân cầu đợi anh. Thế là em cứ thấy vậy vội vàng chạy xe tới nhưng mà bị lạc đường. Tại vì trên quận 7 trên đường Nguyễn Linh có hai cây cầu màu đỏ, một bên tay trái bên tay phải. Đứng đợi một thời gian hoài không thấy ai ra đón mình hết. Thế là vội vàng gọi điện thoại cho yêu kêu là anh tới rồi mà sao không thấy ai hết. Hỏi người xung quanh đây có hai cây cầu. Thế là mình biết mình lộn cầu rồi, mình quay ngược lại mình đi qua bên kia. Nhưng mà tới cây cầu đó em cũng không gọi điện thoại nữa mà em cứ làm theo tin nhắn, tức là mình nghĩ là mình đúng rồi. Em chạy xuống dưới cây cầu thì thấy mọi người đang đứng đó mà em cũng không biết đó là người yêu mình đứng đó với bạn đứng đó. Em chạy thẳng qua luôn. Qua thẳng qua luôn. Dạ. Rồi lúc đó em mà lúc đó em có thấy chồng mình đi qua mặt mình luôn không? Dạ không anh. Không thấy. Là lúc đó là em cầm cái bảng che trước mặt vậy nè, là có cái dòng chữ trên đó mà tính là gây bất ngờ mà không hiểu sao thì em thấy tại vì rõ ràng là thấy bóng ổng từ xa rồi mà tại sao không thấy có động tĩnh gì hết trơn á, không thấy bọn bạn nó bật nhạc gì hết luôn. Cái em cũng thấy nghi nghi, cái mấy người kia kêu ê ổng chạy xuống đằng sau kìa. Thì mọi người mới quay lại kêu anh Long anh quay lại đi, mọi người đang đây nè. Lúc đó các em quê có múa nữa không hay thôi luôn đó. Các em kêu thôi bật nhạc lên đại đi, múa đại luôn. Và sau khi nhảy xong thì mọi người cái kêu ôm hôn đi, em cũng còn chạy tới không có biết gì, cái chạy tới ôm hôn vợ thôi. Dễ thương quá. Nay là kết hôn được bao lâu rồi em? Dạ, đến bây giờ là được 5 tháng rồi chị. Quá là son luôn đó ha. Vậy thì khi mà các em lấy nhau rồi á, có phát hiện ra thêm những cái gì mà bất ngờ về nhau không? Cái ngày hôm mà đám cưới á, là tụi em đã hẹn với nhau trước á, là hôm đó mệt lắm, đi gần cả trăm bàn, mệt lắm. Không có về nhà làm gì hết trơn, về nhà là chỉ có nằm lăn ngủ thôi. Ai về đâu em lên, em chằn chọc hoài mà em không ngủ được. Quay qua chồng, thấy chồng ngủ mất tiêu rồi. Em kêu thôi chồng ơi chồng dậy với em đi. Thì ổng lèo nhiều vậy là sao chưa ngủ nữa, kêu mệt mà về ngủ mà sao không ngủ. Thức dậy kêu làm gì? Lúc đầu em có nghĩ là làm cái gì đó. Làm cái gì đó. Đi tân hôn mà đúng không? Nhưng mà ngủ bực giật dậy kêu anh ơi em ngủ không được, thôi chúng mình chơi bánh tù xì đi. Chơi bánh tù xì hả? Dạ. Mũi. Bánh tù xì bốn mũi hả? Trời ơi. Vậy thì cái đêm tân hôn mà chưa tân hôn thì đêm nào mới là đêm tân hôn? Nghĩ là chắc là để dành cho đêm thứ hai. Nhưng mà ai về đâu thì tới cái ngày thứ hai thì em bị đèn đỏ. Rồi đến khi nào mà mới bật đèn xanh? Bắt đầu tuần sau thì tụi em mới được đi tổ trang mật. Nhưng mà nhà bên bác em lại tổ chức một cuộc hành hương. Thế là em gia đình hai vợ chồng cũng đăng ký vô tuyến hành hương đó. Có đứa em của vợ cũng muốn đi theo và mẹ vợ cũng muốn đi theo, là cũng chấp nhận cho đi theo luôn. Rồi sao mới trăng mật? Dạ thì cái bữa lúc đó đi á, là lúc đầu tụi em chỉ nghĩ là hai vợ chồng đi đặt một cái tour riêng hai vợ chồng thôi, tại vì đứa em của em á, còn có một tuần nữa là nó vô học rồi, thế là nó muốn đi, thế là thôi kệ cho nó đi luôn. Mẹ mà không lẽ nó đi cũng có một mình nó, thế là mẹ em cũng đi. Mà người ta là theo nguyên tắc của đoàn rồi là ăn uống cũng phải là ngủ chung với đoàn luôn, hai vợ chồng em không được tách riêng gì hết. Thì đến lúc mà người ta hay chọc á, là hai vợ chồng này đi tuần trăng mật kiểu này là dập mật rồi chứ không phải dập mật thiệt. Trong cuộc sống hàng ngày thì hai vợ chồng có những gì thú vị nhau? Thú vị là cái chuyện mà chồng em bỏ nghề để về phụ mẹ em bán phở. Tại vì em thấy cái chuyện đó là thực sự là không ai làm được hết trơn á. Chồng em đang làm một cái nghề là ai cũng muốn vô hết. Tự nhiên chỉ vì mẹ em là thương mẹ em, thế là bỏ nghề để mà về phụ bán phở. Em rất là nể phục em chồng em ở chỗ đó. Gia đình vợ em á, có một cái chị là vậy là làm chính ở trong nhà, thì xin gia đình nghỉ để đi vào qua lấy chồng. Thì em thấy là công sức của mẹ đã bỏ thời gian ra đào tạo để làm việc cho gia đình mà giờ lại bỏ đi, thì em thấy hơi phí công sức của bác mẹ bỏ ra, nên em đã quyết định là qua phụ bán phở luôn. Cái khách hàng á, có tăng lên từ sau khi mà em về làm với mẹ không? Dạ khách hàng tăng, đây sẽ là khách nữ mà. Bình thường là hàng ngày là thấy cái cô phụ bán phở, bây giờ tự nhiên thấy có một cái nhân viên mới gì thì là chắc có lẽ là người ta cũng phải suy nghĩ, cũng phải coi cái ông này là ai đúng không? Chắc chắn là người ta nghĩ là con ruột của mẹ hả? Hay là sao? Dạ, người ta lại hỏi, ủa em chị hả? Trước giờ không thấy. Như vậy có nghĩa là chồng em già hay là mẹ em trẻ? Dạ, chắc em nghĩ là mẹ em trẻ. Trời ơi, rồi bây giờ được kết hôn được 5 tháng rồi hả cưng? Dạ. Rồi chồng có cái gì thay đổi khác hẳn coi như là trước khi lấy với lại sau khi lấy không? Là chồng em lúc đầu á
đẹp trai lắm, bảnh bao, ăn mặc gọn gàng lắm. Xong rồi đến lúc mà khi mà lấy vợ rồi á, phụ mẹ bán phở, thì ngày hôm đó làm việc xong á thì người rất là hôi, mà đi về thì cứ việc đầu tiên vợ đâu rồi, ra đây cho anh ôm một cái rồi, rồi xong rồi kịp nó thì vô vậy nè, rồi ôm chặt vậy rồi khóc thả em ra để cho mà thơm ông em, mùi hương của đàn ông đó. Ngoài cái chuyện là phụ mẹ bán phở nè, rồi yêu vợ ra nè, nói chung là em còn có những cái đam mê gì khác hơn hai cái việc mà em đang đeo đuổi không? Dạ, sở thích thứ hai của em là game. Chồng về thì đúng là có ôm em rồi, xong rồi thì đi tắm rửa là ra là ôm cái máy chơi đến tối luôn, kêu là đi ngủ đi. Trễ rồi, 12 giờ rồi mà chưa chịu ngủ nữa. Đợi tí em giết con boss xong mà ngủ. Rồi còn em thì sao? Em có những cái sở thích gì mà làm chồng không đồng ý không? Dạ, em có sở thích là hay coi phim tình cảm một mình rồi ngồi khóc một mình. Ước mong cái gì về nhau để mà cho cuộc sống vợ chồng sẽ hòa hợp nhiều hơn? Em thì muốn vợ em là đừng có ước nữa, tại vì tối đêm khi cũng khóc là nó chồng không ngủ được. Sao vậy? Tại sao khóc? Dạ em coi phim vậy. Thế còn vợ thì sao? Em thì muốn chồng là chăm lo về cái diện mạo bên ngoài một tí. Thì dù gì là mình cũng qua phụ bán phở thì cũng không nói rồi, nhưng mà khi mà về nhà thì mình cũng tươm tất một chút, thơm tho một chút. Thì như vậy thì có thể là sau này anh đi ra ngoài đường thì vừa đẹp mặt anh mà vừa đẹp mặt em. Rồi còn cái nữa là một ngày anh chơi game cỡ khoảng 2 tiếng thôi, còn mấy tiếng còn lại là chơi với vợ. Thấy chưa? Thấy chưa? Khéo ghê không? Mới có 5 tháng thôi, cho nên là cái sở thích cá nhân của mình á, cái tôi của mình nó vẫn chưa có thể nào mà dẹp hết đi được để mà hòa vào cái chung. Thực ra thì cuộc sống vợ chồng á, mỗi người đều phải giảm bớt cái tôi của mình đi. Tại vì sau này các bạn còn có con nữa thì là đều phải chung tay góp sức vô để mà nuôi con rồi dạy con nữa, chấp nhận cái kẹp cổ. Nhưng bây giờ mình sẽ kẹp cổ vợ sau khi mình đã tắm rửa xong xuôi rồi. Đó, kẹp cổ vợ, sau đó là hôn vợ hay là như thế nào đó nữa thì vợ sẽ cảm thấy là thích hơn, đúng không cưng? Xin cảm ơn hai bạn. Nói nghe là có ai nói hai vợ chồng em giống nhau không? Dạ nhiều người lắm rồi á. Nhiều lắm. Giống lắm luôn á, sao lạ lùng vậy trời. Chào mừng hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình hai vợ chồng Son. Hai trong một đó. Hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình vợ chồng Son nha. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình truyền hình vợ chồng Son. Con tên là Trương Diệu Từ, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại là con là nhân viên kế toán. Kế toán. Chào Tần. Rồi tới con. Dạ Từ. Từ hả? Dạ Diệu Từ. Diệu Từ. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang là lái xe. Dạ. Tuấn Từ. Dạ. Tuấn Từ. Thuận. Tá. Tuấn vẫn tờ không? Tuấn Từ Tuấn, Thuận. Từ Thuận. Ba tờ. Dạ. Ủa nó nghe nè, con lái xe gì? Dạ con lái xe du lịch. Thế hả? Chắc đi thường xuyên nghe, đi nhiều à nghe đúng không? Dạ đúng xe rồi. Xe du lịch là phải đi nhiều rồi. Nhiều dạ, đúng chắc, rồi. Bên này chắc ghen lắm không? Dạ, tôi không ghen gì mấy. Thôi để chút mình vô hỏi sâu, hỏi sâu nha. Đúng rồi, bây giờ Tuấn Từ. Sao gặp nhau được ta? Kể nghe coi. Không đoán nữa. Hồi không đoán đâu rồi, đoán chặt lất hoài, suối hoài. Suối sâu mà mắng vô mặt tôi. Tôi đoán cho. Sao đoán nào? Thì bé này đi du lịch. Trúng cái xe của cô này nó lái. Đúng lái không? Xe thấy gặp thấy... lái xe tự nhiên coi như nhỏ bước lên xe cái trời mình quá vậy, sao giống em mình quá vậy, sao giống mình quá vậy hả, rồi hai nhỏ kia cũng hả, sao cho tài xế giống mình y chang vậy. Để ý cái tâm nhau. Sự với nhau, tâm sự với nhau, để nhau sau cái chuyến xe đó, để nhau đúng không, đúng không? Dạ không. Hai chị em mình không có dính gì, làm thầy bói được. Rồi sao thôi giờ hai đứa kể đi. Dạ, dạ tụi con á, trước đây là học chung năm cấp 2, xong rồi bẵng đi 10 năm, không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook, ảnh thấy hình của con trên Facebook á, xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Ảnh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt, cái xong con mới trả lời tin nhắn, cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau, thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi. Ủa Tuấn, giờ chú hỏi con nè, ủa sao con lại
gặp cô này của bạn cũ lại nhắn tin, coi như là nhắn tin liên tục vậy. Đâu nhưng mà lúc đó tình trạng của con không? Như thế nào? Dạ biết chứ. Lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì cũng đang lái xe, đang đi công tác. Nhưng mà chú hỏi nè, con nhắn cho nhiều người cùng một lúc hay là con chỉ nhắn cho mình cổ thôi? Mình ơn bé từ thôi. Nhắn cho mình ơn mà lý do gì mà con lại thả tin nhắn nhiều đến như vậy trong khi người ta chỉ có tin con nói. Ông lúc đó thì đang chạy lái xe mà đang ngồi đợi khách thì con lướt Facebook á, con thấy cổ đăng hình. Thì con vô mới thấy bạn quen bạn cũ thì mới vô mình mới thả tim. Thì mình nhắn comment lên. Thì bản mấy ngày sau thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó. Đúng luôn á. Nhưng mà lúc đó con có bồ chưa? Dạ chưa. À lúc không con chưa có bồ. Còn Từ thì sao? Dạ lúc đó con cũng chưa có bồ. Kiểu là con lúc đó con cũng không có tin vô cái chuyện tình yêu á. Cho nên là ai nhắn tin nhắn, thích thì trả lời, không thích thì thôi. Vậy đó hả? Nhưng mà bữa đó con buồn gì mà con trả lời Tấn vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện á xảy ra trong công ty cái con ép. Dạ đúng rồi. Con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Cái mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhom nhách chắc bằng 1/3 bây giờ, xong rồi hay đánh lộn trong trường, rồi hay bị mời xuống bàn giám thị cá biệt đó, kiểu dạ cá đúng biệt rồi đó không? Hay gặp chung với nhau với bạn bè giám thị á chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau cái xong mà ghét nhau lắm, ngồi sau lưng bàn của con nữa, xong rồi mỗi lần đánh lộn á là đẩy cái bàn lên, cái con nói hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao á hả, học không là học tới ngày quýnh lộn rồi hả, gặp cô chủ nhiệm con bắt kèm học thêm nữa. Cái con ghét con đâu có kèm đâu, con cứ hả mỗi lần chỉ bài á là con cầm cái giấy con đánh vô đầu, sao ngu quá vậy. Chỉ bài không hiểu hả? Trời ơi sao tội nghiệp ông bà con ba đời quá vậy, không biết nữa. Có nghĩa là trời. Ông bà mình nói ghét của nào trời trao của nó là đúng luôn. Thiệt lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét lắm. Trời ơi, nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Tại cô Hồng Vân biết không, lúc đó là hà chồng con trong đội tuyển á, hà điền kinh của trường á. Cái xong mà được thầy thể dục thương á, cái lúc nào hà cũng chảnh chẹ đúng không? Chảnh chẹ. Con ghét lắm. Mà không phải là ảnh không chịu học không được nha, mà cái kiểu là trong giờ học á thì cứ bắt đầu hà lấy đồ giật tóc con, đánh phá. Con phá. Mà ghét cực kỳ luôn. Nhưng mà lúc đó Tuấn ghét nhỏ này hay thích nhỏ này mà chọc người ta vậy? Chắc khoái đúng không? Không có, tại trong lớp trong trường mà mình đi mình chọc hết người này tới người kia vậy. Vậy đó hả? Chọc dạo vậy đó hả? Dạ. Thầy ổng cá biệt. Ổng cá biệt. Nhìn kỹ thì ổng giống như trai em vậy đó. Đúng không? Ổng giống như trai anh vậy đó. Bây giờ em hình dung cái cảnh nhỏ ngồi siêng năng học thì đúng rồi đó cô Hồng Vân, đúng không? Đi chang luôn mà không đánh lại nó, đúng rồi, nó giỏi đánh lộn quá mà làm sao mình dám làm gì nó đúng không? Lúc đó là con chỉ đứng tới nách của ảnh thôi đó. Thấy chưa, trời ơi đánh lộn quá mà. Cho nên anh nói nè, cho nên chú nói nè, cho nên là sau khi gặp lại nhìn thấy cô gái này có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái thời đi học rồi. Cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ. Dạ, gặp rồi. Lại cổ đúng không? Dạ lúc đó tại vì do mình lướt mình thấy hình thì nó cũng dễ thương, lúc đó mình chưa có người yêu nữa. Thì mình mới nhắn tin vô cho cổ. Đó thì mình mới kêu là sao nay từ mặn mà vậy. Mặn mà đâu, đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái con hỏi ủa đậm đà là sao anh? Cái nói chai nước mắm đậm đà em. Trời ơi con nghĩ trong bụng ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta hay yêu cho nước mắm gì. Khen người ta là nước mắm á trời. Kỳ cục ghê luôn. Thật sự luôn, ông Tuấn này thiệt á. Cũng may đó nghe, ông không có so sánh con á, là coi như là giống như chai dầu ăn á. Không, lúc đó con ốm lắm chú Quốc Thuận, lúc đó con có 57kg còn bây giờ con tới 67-68kg lận. Là từ lúc quen ảnh là lên ký đều luôn. Rồi bây giờ kể tiếp cái câu chuyện nè, sau khi nhắn tin rồi hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp? Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp nhau. Dạ, ngoài lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, một cái thằng mà nó hay nắm đầu con hồi đó đó, thì con thấy con cái ảnh có gì thay đổi không? Và có ấn tượng gì về cái thằng mà nó hay giật đầu con sợ không? Bị đánh á. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm, còn bây giờ á bự ơi là bự luôn. Xong rồi hả con sợ tôi chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con lấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai vậy, nói chuyện dễ thương hiền khô cái xong rồi kêu ảnh hello em chào anh, lâu quá không gặp. Cái xong á ảnh cũng cười không mà không nói gì hết trơn á.
Rồi xong rồi sau đó là coi như sau cái lần đó là coi như quyết định là cua bằng được thì thôi đúng không? Tuấn lúc đó thì con nói nói chuyện bình thường thôi, thấy thấy cũng nói chuyện cũng hợp ở trên tin nhắn rồi. Thì ra mình hẹn hò nhau, mình hẹn cà phê vài lần thì cũng thấy nói chuyện cũng thấy có vẻ hay hay. Hợp trúng cái gu của mình đang muốn kiếm. Cho nên quyết định cua luôn. Dạ, cua nhỏ bạn. Cua nhỏ bạn. À, nhưng mà khó không Tấn? Khó. Dạ, cũng nói khó cũng khó mà cũng dễ mà. Đâu cua kiểu nào bây giờ, chiến lược của con là con cua kiểu nào? Con chia sẻ coi. Thì con cũng nói chuyện rồi mà mình hiểu được cái tâm lý của chị á. Mình có đón đúng vô cái tâm lý của chị. Xong rồi bị chị bị siêu lòng. Rồi lâu ngày cái là nó sao con sơ hở gì vậy cho tao nắm tâm lý vậy? Cô Hồng Vân chú Quốc Thịnh biết sao không? Lúc mà cua con á là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều chở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng ngoại trừ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực bên con luôn, con không đi đâu được hết trơn hết á. Con muốn đi chơi với bạn, ảnh cũng qua ảnh chở con đi chơi với bạn, xong rồi ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con, xong rồi chở con về. Đó. Như vậy đó. Là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh. Cái chiến lược bảo bọc thì đã thì sao đi kiểu không, đó lúc chứ. Đó là con chưa có cảm tình gì hết, con chỉ muốn là chơi cho ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn rồi nói chuyện, có người chở đi chơi này nọ. Lợi dụng nó đúng không? Không có lợi dụng, mình có tương tác, không có lợi dụng. Rồi bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? À, chắc cũng 2-3 tháng đó, con mới bắt đầu siêu lòng nhiều. Mới đầu là chỉ là thích thôi, xong rồi thương rồi sau này mới yêu. Chú hỏi thật lòng, con có nhớ là cái câu nói ngày xưa con nói là là ai xui là ba đời mới lấy cái thằng này? Con quên nhớ luôn đó chú Quốc Thịnh. Xong rồi tới lúc mà con gặp lại bạn của con á là cũng chơi chung với ảnh luôn á, là bắt đầu bạn con chọc đó, mày thấy chưa, hồi đó mày nói hả xui ba đời lấy chúng ổng, bây giờ mày lấy rồi đó, mày chưa sáng mắt mày chưa. Coi như là lúc mà gặp là quên câu đó rồi. Bây giờ nè khi bắt đầu mà tụi con yêu nhau rồi là sau 4-5 tháng sau đúng không? Dạ không. Là con mới yêu bạn này. À đúng rồi. Đúng không? Là con mới có cảm tình với bạn này. Ừ. Là lúc đó là con có cho bạn ấy nắm tay hay là có cho bạn hung con hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi. Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á. Trời ơi cái bụng mở bóp đã lắm. Bóp bóp tưng 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 tưng. Tức là sau khi mà 3-4 tháng mà bắt đầu khi con đã cảm thấy con yêu rồi, lâu rồi con ôm luôn á. Hay là không mới cái gặp ngày đầu luôn. Tiên con gặp là con đã ôm luôn. À, là bá khoái luôn rồi đó. Sao mà khó khăn dữ vậy ta? Vậy mà vẫn chưa yêu người ta nữa? Dạ không, yêu nó khác, mình quen mình ôm. Là thích, đúng không? Rồi, thích, mình chỉ thích thôi. Thích bụng bự cho nên ôm vậy đó. Rồi bây giờ thích nè, rồi ôm cái bụng bự, rồi lúc yêu rồi thì là ôm cái gì? Mình ôm tới những cái bộ phận khác trên cơ thể. Rồi lúc đó có cho người ta hôn không hay sao? Mình phải hôn xong rồi mình mới tiến xa hơn. Nhưng mà nè, Tuấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Tức là nó phải có một cái động thái, nó phải có một hành động. Lúc mà mình con hẹn gặp cô ấy rồi là khoảng 2 tuần sau là con đã lúc đó đang đi công tác nữa. Thì ở ngoài Phan Thiết lần mà mình về, lúc mà con chạy xe về á, con nói tối con về con sẽ gặp. Thì tối con về tới thành phố, vô tình về tới thành phố bị kẹt xe quá, về tới thành phố tới 10 giờ. Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn, xong con hẹn bạn này ra. Thì ra đó khoảng tầm 11, qua nhà bạn rồi khoảng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ. Qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Qua giờ Linh là ông qua giờ Linh đó. Trời ơi sao mà chị em với nhau quá. Trời ơi 50 năm sau là chắc có lẽ là như là hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi, nói một lượt á. Mở mở ra cái nói lượt á. Đó. Đó. Rồi, sao con? Qua rồi. Ngày mới đúng không? Đúng rồi, đúng cái ngày, tại vì con thấy cái ngày 30 tháng 3 nó đẹp hơn, nó con tỏ tình là 29 đúng không? Ngày 30 đẹp hơn ngày 29 đúng không? Cô gái mà phải chọn số nữa chị. Rồi, vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ, dính liền. Chịu liền luôn đúng không? Đâu đâu. Rồi vậy là hên rồi. Chú muốn biết là con tỏ tình sao, con nói sao? Thì con cũng nói thì sau một thời gian nói chuyện rồi thì thấy mình hợp nhau, có nhiều cái nó chia sẻ được với nhau, thì thôi từ làm bạn gái Tuấn nha. Lúc đó con lấy chiếc nhẫn trong túi ra nữa, chuẩn bị sẵn rồi. Con quỳ xuống rồi con làm tỏ tình thôi. Chị bị siêu liền. Siêu liền, có đeo nhẫn luôn không? Dạ đeo luôn chứ. Bây giờ cái nhẫn nó còn không? Dạ còn. Nhưng mà giờ mập quá đeo hết vừa. Rồi sao? Rồi có hôn nhau cái nhẹ không?
Thì hung đậm không, hung đậm không? Không, hung nhẹ thôi. À, hung đậm. Cũng đang ngại. Lúc đó còn nhát lắm chú Quốc Thần. Rồi. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau. Rồi có thuận thảo không? Hay là có khắc khẩu không? Thường là bạn bè hay khắc khẩu hay gây nhau có đó. Có cãi lộn không? Dạ có, thời gian đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay, chia chân rồi hả, đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Xong rồi hả, nói chung là làm mấy cái chuyện khùng điên cũng có nữa. Khùng điên là sao? Giống như bữa đó con đi làm về, xong rồi tới 10 giờ tối, gần 11 giờ. Cái nói anh ơi em buồn quá, anh chở em ra Vũng Tàu chơi đi. Chứ xong chở con ra Vũng Tàu thiệt. Cái ra tới ngoài 3 giờ sáng cái tụi con đi vô mini stop ăn uống xong rồi tới 6 giờ sáng tụi con đi ăn bánh khọt xong tụi con đi về. Chà, hai đứa này nó bận dữ chị một. Thì đó. Bận quá đó, chị ơi. Đó. Ở ra nó hưởng thụ ghê. Trời ơi vậy đó, hai đứa đi xe máy chở nhau đi. Dạ, 6 giờ sáng hôm sau cái tới 7 giờ con đi làm. Trời ơi không công nhận khùng điên thiệt, cả một đêm không ngủ luôn. Dạ đúng là một đêm không thật, ngủ thật luôn. Sao phải ăn hải sản sao? Vô mini stop giống như Sài Gòn đó, có. Ừ, 3 giờ sáng lúc đó không ai bán hết chú Quốc Thuận. Thì đó, bởi vậy nhưng mà còn ăn bánh khọt cho bằng được rồi mới về. Ngon. Rồi sao còn chuyện cùng điên gì nữa không? Đi làm bữa đó có ngủ gật không? Dạ không. Mà ông này ông lái xe mà ông dám thức nguyên một đêm vậy đó. Dạ qua mai con nghỉ luôn chứ. Tại vì lái đâu có nổi nữa hả? Rồi bây giờ nè, có những cái chuyện mà khùng điên nào mà trong cái hoàn cảnh là hai đứa chia tay chưa chưa? Chia tay dạ có, có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quà trước. Mà đợt này chia tay lâu lắm, anh không nhắn tin làm quà. Cái con mới tức quá, mà con cũng không có thích là phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm. Hà con lấy dao lam á, con gạch lên tay. Mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa, giải cũng không có được cho nên gạch chấm ra. Cái xong máu nó cũng dị tí xíu à. Cái con chụp hình cho bạn con coi. Cái bạn con á hả, chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tính lúc đó khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con sao? Thì con thấy con cũng coi trên báo trên mạng đồ, thấy rạch tay, thấy rạch dữ lắm mà sao vậy, cái chấm như mũi chích vậy. Rồi xong con sao? Con sợ không? Lúc đó còn cũng hơi run sợ chỉ làm thiệt. Thì rồi sao? Lúc đó con mới nhắn tin cho chị. Nhắn tin chọc tức con. Rồi sao? Gửi lại cái hình cho con nói, ủa em nhắn tin là ủa em gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời này ác ghê bây. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm nói nghĩ sao vậy, tôi gạch tay vậy đó để máu rỉ từ từ rồi hả nó chảy ra rồi hả mình mới chết được chứ hả, gạch một lần nó chảy hết một lần rồi đâu có chửi lộn được nữa đâu. Đó xong rồi hả ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chưa em? Cái hả con nói là ăn rồi, mới vừa hả đặt Grab bay kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con, ồ em ship gì vậy? Em kêu thuốc chuột. Rồi sao? Cái là trong cái khoảng thời gian nó nhắn tin, vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật đật chạy tới liền. Cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp vậy? Đặt nhiều nhiều nha, chứ tướng em như voi á, đặt hộp uống không có chết đâu. Trời ơi, đặt quỷ. Quỷ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin, vừa nhắn tin chọc tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chỉ. Tức là nó chọc để cho đừng chết á, tại vì tức quá chưa tức chết quá. Được phải chửi. Phải chửi nó. Đó. Nhưng mà thật ra là con biết là chắc ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu đặt tay mà chấm vậy. rồi xong rồi, tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới? Tụi con yêu nhau tính là 6 tháng là cưới. Nhưng mà vướng một số vấn đề tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy 2 năm. Vấn đề gì vậy con? Đầu tiên là con vướng tang ở nhà. Lần thứ hai là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5. Xong rồi lần thứ ba cũng là vướng dịch Covid luôn. Dạ dịch. Đúng. Ví dụ dịch này thì hại nhiều lắm. Dạ, hại nhiều cặp đám cưới lắm. Đúng luôn. Vậy là mới cưới đây hả con? Dạ đúng. Ủa, rồi mới cưới tháng 10 năm ngoái. Ồ, như vậy là được 6 tháng. 6 tháng thôi. Như vậy là các con cũng đã yêu nhau rất là lâu. Dạ đúng rồi. Có thời gian, đúng không? Rồi giờ cưới là... vậy rồi về. Hồi qua phần 2 đi em. Phần 2 đi. Ừ, phần 2 đi. Là sao nè, cái tính xấu nào, Tuấn nói trước đi. Dạ, tính xấu của cô Từ, cô Từ có nhiều tật xấu không? Dạ thì... cứ từ từ gái nhé. Cưới xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Dạ. Ví dụ trước mắt là đã bừa bộn rồi. Mà con gái mà bừa bộn rồi nhưng mà con nhìn vô con khó chịu lắm. Thí dụ coi, cái bừa bộn nó cái độ nó cỡ nào?
Dạ thì cái vỏ làm việc mà cổ hay đi làm á. Thì trong đó thường là cô Vân hay chú Thuận gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng. Thì lúc mà con vô tình con soạn ra á thì trong đó toàn rác không à. Tại đồ bác ăn xong có cái gì xong quăng. Không, tao không có dục rác. Mấy cái giấy tờ mà rác xong phải xé xong cũng bỏ cho ông. Thì đó, đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn anh mấy cái đồ quen mà của chị á thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, chị gọi về cho con hỏi ủa đồ em để đâu. Trời, là con phải chạy về lấy. Thì con có ủa đồ của em mà sao anh biết được nằm đâu mà anh kiếm. Đó, đã bừa bộn vậy rồi. Đó, còn không chịu ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chà, cái tướng này mỗi lần mà dễ sẽ nhưng mà nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con ngớm bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài con sẽ để trên cái bàn nhỏ. Khi nào con cần con sẽ giơ tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh phải đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sách vở. Còn á hả, mỗi lần mà con xài xong anh để xuống là bắt đầu hả, anh đem lên, anh cất lên, anh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nghe. Dạ. Rồi giờ đó, tiếp tục đi con. Đó. Còn tính xấu nào nữa không con? Cũng hay cằn nhằn á. Dạ. Cũng cằn nhằn. Coi như là bà bừa bộn nè. Cằn nhằn. Bà lề mề không? Còn bà có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm á con. Thí dụ lề mề thôi. Dạ, có một lần thì lúc mà chuẩn bị mình đi đám cưới á thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Thì mà con cũng sợ bà càng bà lề mề. Thì 4 giờ 5 giờ cũng kêu bà chuẩn bị hết rồi. Mà lúc mà con đi xuống ở dưới đó, con đi làm hết mấy tất cả rồi mặc đồ xong hết, vác xe đồ xong hết chỉ đợi bà ra đi thôi. Mà tới đâu hơn nửa tiếng sau nữa lúc mà con kêu bà mới chịu xuống. Mà không biết ở trong nó làm gì nữa, trên nó làm gì nữa mà lâu. Mà trang điểm coi là lề mề nè. Đó, lề mề rồi còn cái gì nữa không? Có nhây như không? Có mấy người nghe đi tắm một lần nghe là không đâu nửa tiếng, một tiếng đồng hồ luôn á. Vợ con là vô lịch rồi. Mà không biết cái vô trong toilet làm gì tiếng mấy mới ra. Thì là lề mề đó. Là vô trong toilet là một tiếng đồng hồ. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ cũng nhây lắm. Vợ cũng nhây. Ví dụ vẫn nhây làm sao? Nửa đêm, nửa hôm đang ngủ 12 giờ cái tự nhiên giận đầu nhau giỡn. Giỡn gì giờ đó trời, chọt lét nhau rồi tự nhiên bà ngủ không được cái bà chọc con rồi. Mà trong cái đó mai con nói con dặn là mai con đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi. Mà bà cứ 12 giờ bà chọt à. Trời ơi, tại vì bà lây con đó ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chi. Ừ. Đừng có huông á. Đừng có huông á. Cái này nó thích 12 giờ sao qua 12 giờ kia. Đó. Rồi, là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó. Nãy giờ không hớt lắm, mình muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm mà phải không? Nóng rồi, lắm rồi. Trời, con nóng mỏ lắm rồi đó. Ảnh nó hà lạ hà lề mề. Cô không có nghĩ đi, mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình nào lạ hà mình tẩy tế bào chết, xong rồi mình sơ sức kem dưỡng da, mình gọi đầu, mình xả hấp dầu rồi mình xả. Nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn, xong rồi lâu lâu thì mình phải soi gương là mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không, hay là râu mép rồi hả, lông mi có rụng cọng nào chưa. Đó thì mình thơm tho sạch sẽ lúc nào cũng hỏi ừ em ơi sao em thơm vậy, mà không có nghĩ là con phải ở một tiếng đồng hồ trong hà toilet. Rồi làm biến, ảnh rất là làm biến đi tập gym. Ngủ đi tập gym, mà mỗi lần đi tập gym á là ảnh thôi anh mệt lắm, anh lười lắm, nè anh sốt rồi nè, anh đau bụng quá à, anh đau đủ đầu lý do. Đủ đó, lý do trên trời dưới đất luôn. Có một bữa ảnh đi tập gym xong rồi hà, bữa đó là con không có ăn, con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi. Ảnh cũng bắt chú con uống nước ép luôn, xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ cái bắt đầu hà đổ mồ hôi, kêu em ơi anh lạnh quá anh sốt rồi run, cái khều khều con em lát mà hà anh giật á em lấy cây kim á em chích 10 đầu ngón tay anh nha cho máu nó chảy ra coi cho anh bị tấn xong á. Cái xong rồi hà rồi con biết cái màu rồi, đói quá chắc đói mệt. Tụi không biết á, xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn nó xong mà tỉnh liền. Dạ con, cháo gà thì là cháo là có con gà thịt gà đàng hoàng. Nảy xuống nấu cháo gói bỏ khô gà. Gọi là cháo, cháo gà. Gà đó chứ một gà, cháo gà cái lá chanh khô nữa tẩm lên đốt ngoan họ kêu là cháo gà. Thì đúng là rồi, cháo gà, cháo gà, cháo gói có con thịt khô gà là mình cháo gà. Xong con sợ ăn thịt không á là xong không có hạ chất xơ, con phải bỏ lá chanh vô nữa, con bỏ thêm mấy miếng ớt vô luôn ăn cho nó tỉnh đó cô Hồng Vân. Nó gọi chính xác là cháo khô gà lá chanh đó con. Nghe rồi
Còn gì nữa nè? Có một cái tật là lúc mà chưa quen á, không, chưa có cưới á, là ảnh á, mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á là em ơi, em đứng đây đợi anh xíu nha, anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra. Mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á. Đó, xong. Ông sĩ diện á. Đúng rồi, rất là lịch sự luôn. Cưới về, con sáng con vô con đang đánh răng. Em, mở cửa, gì vậy? Anh đau bụng, mở cửa. Cái xong con phải mở cửa ra nó. Cái mỗi lần mà con đánh răng, cứ đánh răng là anh chạy vô, Cái xong ai hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy? Nói mỗi lần anh nhìn em á, anh mới cảm thấy thỏa mãn. Và anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh. Trời ơi, em biến thái quá thôi. Rồi à, có... Tiếp có đi những... con, tiếp dạ. đi, tiếp đi. Trời ơi, nhiều cái lắm, để con ngồi lại con kể tiếp. À, lúc mà mới quen á, là ảnh có nói với con á, là một tháng 30 ngày là sẽ chiều con 24 ngày. Còn 6 ngày á, là những cái ngày con rụng dâu á, là sẽ không có chiều con. Xong cưới về, đi tỉnh hết 2 tuần, có khi 3 tuần. Còn một tuần á, xui á, rơi trúng cái ngày con rụng dâu á, là nguyên tháng nó con treo mỏ luôn. Thiệt là giờ biết làm sao giờ ta. Giờ công em việc. Nó đi, ờ đó, em nó đi xa. Rồi ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ sao giờ. Nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không? Dạ có, mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi, sáng nay nhớ ăn phở bò, bỏ thêm đậu hành, thêm một cái lòng đào nữa nha anh. Tối nay mình về mèo 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 mèo. Là anh hiểu rồi đúng không? Là hiểu. Thôi vậy được rồi, tại vì do hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thấy không? Dạ đúng cho rồi. Cho nên là ảnh với lại đi làm mà đúng không con? Dạ. Chứ cũng mà lúc chưa cưới con không biết làm sao, lúc chưa cưới ở Sài Gòn miết luôn á, là khảo bài đủ luôn mà không biết sao đi tỉnh về, cưới về xong đi tỉnh miết luôn, không biết có trốn con không nữa. Mẹ hỏi đi. Anh trốn em không? Không. Công việc mà sao trốn. À. Về cũng như là tiền bạc là kinh tế là cô ấy giữ hay sao? Dạ thì lương con cũng biết thôi. Dạ tại vì bây giờ mình trả lương qua thẻ mà nó có cái chế độ internet banking á chú Quốc Thuận. Xong rồi mày con vô điện thoại ảnh luôn là con cài sẵn cái chế độ mà chuyển tiền tự động. Giống như ảnh lãnh lương ngày 25 đúng không? Con sẽ cài ngày 30 tự động tiền của ảnh qua thẻ con, không cần phải nhắc. Trời ơi. Hay quá. Cái này chắc chị phải chỉ cái này cho con Liên nhà em. Chỉ gì vậy? Chỉ cho nó xài cái chiêu này hay mà. Trời ơi, chỉ làm gì? Trời ơi, bảo quán xuyến hết luôn á chứ. Mà thôi đừng có chỉ, cái chuyện của ta mà. Kỳ cục đó. Nó chứ con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè? Dạ, con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để lại giảm cân có tốt cho sức khỏe. Rồi bớt nóng tính cọc cằn. Rồi thương vợ xíu. Thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn. Còn con sao? Con sao Tấn? Dạ con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn. Với lại bớt hay tính con nít trẻ con. Dạ vậy thôi à. Trời chỉ có tính bừa bộn vậy thôi. Bây giờ 6 tháng này nè, hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở chung nhà đó đúng không? Dạ. Thì là còn phải kềm chế nhiều nữa. Tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi. Lòi hết tính xấu ra. Có gì lòi hết. Xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè. Giờ Tuấn nó muốn con đừng bừa bộn mà cô thấy cái đó hợp lý. Em nói tối là... không có nói chuyện đâu cô Hồng Vân ơi. Tối về anh coi Thế Giới Động Vật không à? Khoái hả? Thì coi đó hay mà thà coi cái đó hơn thì coi mấy khác. Nhưng mà lại không có tâm sự với vợ hả? Không có nói chuyện. Hai đứa sao? Cùng coi một bộ phim nào đó rồi nói chung là có thể là không nói trực tiếp với nhau thì thông qua cái nội dung bộ phim đó, ví dụ như con coi phim về tình yêu chẳng hạn, ví dụ như đó có những cái phim nó gọi là cái dòng phim gì đó, cái dòng phim tình cảm á, cái dòng phim đó đó mình coi phim, đừng có coi phim bộ, coi phim lẻ thôi, tình cảm tâm lý cái coi cái xong cái ví dụ như vừa con muốn Tuấn cái gì á cái con sẽ nói trời ơi anh ơi đó cái kiểu vậy đó em thích đó, em thích kiểu vậy đó, ví dụ vậy cái Tuấn nó nói chứ đó. Rồi em thấy không, phụ nữ mà nó không có bừa bộn, em thấy nhìn nó khỏe ghê không? À. Thấy nó này, đó, cái kiểu vậy đó, cái tiện mình góp ý nhau từ từ đó con. Đối phương sẽ tự hiểu là bạn kia của mình muốn cái gì, thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó, là khỏi được những cái giây phút lãng mạn đó con. Đi. Có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm vô cho nó thôi, chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình... sống hết mình cho nhau thì hưởng đi.
hiểu không? Dạ. Đó. Rồi hai đứa có muốn có em bé luôn chưa? Dạ hiện tại là con chưa. Tại vì con còn ham chơi lắm, ảnh cũng ham chơi nữa. Đó. Nhưng mà trước khi mà có em bé thì chú có lời khuyên Tuấn á. Dạ. Tuấn thì chắc không có nhậu nhẹt gì hả? Dạ không nhậu, bụng nước ngọt không phải bụng bia. Tuấn phải thật sự là giảm cân. Dạ. Giảm cân tại vì mập quá nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Nghe Tuấn nghe. Rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Nghe. Cảm ơn hai đứa. Cảm ơn chú.